tiết lộ thông tin nóng về nhóm tin tặc Iran, Microsoft cho biết đã tìm thấy bằng chứng về âm mưu tấn công của nhóm tin tặc Iran nhằm vào ứng viên trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm sau. Nhóm này đã cố tiếp cận email của ứng viên tổng thống. Tuy nhiên, Microsoft không nói rõ nhóm tin tặc này là ai trong tiết lộ đưa ra hôm mùng 4 tháng 10. Microsoft cũng không nêu tên ứng viên tổng thống Mỹ. Hãng xác nhận tài khoản email của ứng viên này chưa bị đột nhập. Kênh truyền hình CNBC cũng cho biết, chiến dịch tranh cử tổng thống của Donald Trump cũng bị tấn công mạng. Tuy nhiên, Tim Murdoch, giám đốc truyền thông chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump, nói với The Verge rằng ông không rõ có bị tấn công hay không. Microsoft cho biết chỉ trong vòng 30 ngày từ tháng 8 tới tháng 9 năm nay, nhóm tin tặc Iran đã hơn 2.700 lần định xâm nhập tài khoản email của ứng viên Tổng thống Mỹ.